Xin chào tất cả các anh chú ạ. Nay em vừa về được cái con đục xích Makita nhá. Máy này của em là máy Nhật bãi điện 100V giúp em nhá. Em thì không có điện 220V đâu, tất cả máy đều điện 100V. Con này là của Makita, máy đục xích nhá. Bản kẹp của nó 18cm. Đây em quay sơ qua hình thức bên ngoài của nó trước nhá. Đây thì em đã bật máy ok rồi. Đây. Đây. Em đã vệ sinh sạch sẽ rồi, trơn tru nhẹ nhàng nhá. Mọi người mua về là chỉ việc ghim điện là dùng thôi. Đây. Con này là của Makita này, công suất là 12A, 1150W, điện 100V, 3200 vòng trên phút giúp em nha. Đấy, con này về rất là đẹp. Xích của con này thì đang là xích 1/8 × 5/2. Xích 1/8 × 5/2 nha. Xích tất cả zin theo máy luôn này, xích cũng rất là đẹp. Đây. Cái ống này của nó này, rất là sáng đẹp nhá. Không có bị gì. Đây dây của nó đây. Dây của con này thì rất là dài này. Dây to mềm đẹp nha. Đây, phích cắm này. Makita nhá, zin nhá. Xích dây zin, xích cũng zin luôn. Điện 100V đấy ạ. Con này bản kẹp của nó 18cm. Mọi người có thể về nếu mà bác nào vào làm đục cột ấy, mình có thể tháo bỏ hẳn cái phần van bên dưới này của nó ra để mình đục trực tiếp xuống thì rất là đơn giản nhá. Điện 100V giúp em nhá. Bây giờ em cắm điện để bật thử máy cho các bác xem nhé. Đây. Đây em cắm vào điện 110 nhé. Cái điện 100 em đang cắm nồi cơm rồi. Máy chạy rất là êm. Máy thì em bên em đã kiểm tra và máy chạy ok, không có đánh lửa chổi than nhá. Em báo giá luôn này, giá con này giá là 1,8 triệu. Hiện tại thì bây giờ các loại máy như này, máy đẹp ấy thì đều giá 1,8 triệu nhá. Còn dưới 1,8 triệu thì phải ít hôm nữa mới có ạ. Ít hôm nữa mới có giá rẻ hơn một chút nhá. Còn bây giờ đang có giá là 1,8 triệu một máy. Giá tại cửa hàng chưa bao gồm tiền ship. Bác nào muốn xem mua thì mình có thể inbox trực tiếp cho em theo số điện thoại Zalo 0975275636. Đấy, số của em là có Zalo, Facebook luôn nhá. Mọi người có thể xem tham khảo, kết bạn vào trong dòng Zalo để mình có thể xem được những loại máy khác nữa. Bên em còn có cả máy đục mũi vuông nhá. Bác nào cần máy đục mũi vuông thì inbox em gửi mẫu cho nhá. Mới về rất là nhiều máy đục vuông của Hitachi, Makita đầy đủ đấy ạ. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo ạ.